Xin chào cả nhà, thường thì các brand bán quần áo thường thì sale trái mùa, mùa hè để sale đồ mùa đông Mùa đông sale đồ mùa hè để mọi người mua là giá rẻ đúng không? Nhưng đối với em Lương thì lại sale đúng mùa luôn, vào hè sale hè luôn Bởi vì em Lương thường hay là mua được những lô hàng của các hãng brand lớn Họ sale cái tồn kho lên mua được giá tốt Lên ngày hôm nay trong vụ chính vụ sale cho anh em một bộ quần áo đến từ thương hiệu Masicalo Con này là hàng xuất châu Âu tiêu chuẩn châu Âu nhá Nhưng lại cái giá thì nghe anh em nghe xong ngất luôn ngất luôn một bộ như này đẹp như này với cái giá bán 300 000 một bộ. Bình thường anh chị đi mua quần áo đạp xe tối thiểu chúng ta phải mua 400 đến 450 000 thậm chí 500 000 một bộ đúng không? Anh chị mua bộ này 300 000 một bộ. Không phải là hàng cũ, không phải hàng mặc rồi. Đây cho anh em xem. Một bộ đầy đủ của nó này, có đầy đủ tem mác này. Đấy, bao gồm một áo này. Đấy, áo đầy đủ tem mác cả thôi nhá. Hàng xuất châu Âu. Đấy, tem mác này. Đây quay gần cho mọi người xem anh chị mua bộ này em chỉ còn duy nhất một size là size M như người mẫu đang mặc đây. Người mẫu này thì chính xác là 69 cân, cao 1m73. Như cái người mẫu mày mặc hơi body. Nói chung là thông thường các cô các chú mặc này thường thì tầm 60 cân là ok. 60 đến 65 cân là mặc ok, 60 cân là mặc đẹp nhất đối với những người già, những thanh niên. Như anh em thanh niên như mình mặc thì anh em tầm 65 cân muốn mặc ôm như thế này thì mặc 65 cân nó sẽ căng đét luôn. Còn mọi người tầm 60 cân là mặc được rồi. Con này bảo đảm hàng mới 100% mà không có lỗi lầm gì cả. Đây là cái áo này, size M này, hàng xuất châu thương hiệu Masicalo. Mọi người có thể lên trên mạng mọi người check thương hiệu Masicalo này nhá. Đây, cái lưỡi vải của nó mọi người nhìn này. Cái vải nó chắc chắn đây nhìn mặt này này nó chưa in cho mọi người nhìn rõ này. Đó, cái vải nó xịn như này mà. Hai bên sườn này là có lưới chống này, lưới thoáng này. Đấy, đằng sau có ba túi để đạp xe bình thường nhá. Đây cái bỉm của nó này mọi người nhìn này. Cái bỉm mút nó phải xịn như thế này cơ mà. Nó rất là êm, riêng bỉm này. Đấy mọi người nhìn mấy cái bỉm nhập khẩu nó khác hoàn toàn ba cái bỉm bởi vì nó xuất tiêu châu Âu mà. Cái bỉm nhìn này rất là êm, rất là đã luôn, nhìn chất. Mẫu này tại sao em lương phải sale? Thực ra là em lương chuyên bán quần áo đạp xe chủ yếu là quần không phải dây đeo. Vì vậy là dây đeo thì em khoai bán tại ở Việt Nam mình thì là cái những một số bộ phận là những người đạp xe chuyên nghiệp thì cũng chưa nhiều. Còn anh em amateur thì nhiều nhiều người thì ngưỡng ngại mặc dây đeo như mặc dây đeo thì nó rất là đẹp. Ai đã từng mặc qua dây đeo thì rất là dễ chịu. Dây đeo thì đây nó sẽ mặc vào nó sẽ như này. Thì dây đeo thì thứ nhất là nó không bị lằn có cái chun nó không bị lằn bụng chúng ta đã mặc thì khá là dễ chịu khi mặc quần này thì nó khá là dễ chịu nó không bị cái dây chun là hàn bụng mặc ai đã từng mặc quần dây đeo thì rất là thích nhưng ai chưa từng mặc bao giờ thì sẽ là ngại bảo là sợ vướng víu thế này thực ra là nếu mà mọi người đi tiểu tiện hay cái gì thì vạch ở đây xuống cũng được không nhất thiết phải phanh hết ngực bởi vì cái này nó co giãn này cái phần này nó co giãn khá là mạnh nhiều khi chúng ta cầm này chúng ta kéo xuống một chút này vẫn ra được mà vẫn súng vẫn ra được bình thường nên anh em không lo ví dụ mặc quần này và bất tiện mỗi lần đi vệ sinh phải cởi tung người ra không phải đến thế đâu mà cởi ra tính sao con trai có gì đâu lo bởi vì cái này là cái size là rất là tốt có 300 nghìn một chiếc áo nhá anh em mua hai bộ được bao ship nhá 3 nghìn trăm nghìn một chiếc bộ quần áo này hàng xuất châu Âu nhá không phải hàng nhà em quảng cáo này vớ vẩn đâu và đợt trước thì có size to em bán hết rồi à? bây giờ chỉ tồn mỗi size M rồi mà size M này ở Việt Nam thì quá thông dụng đúng không 60 đến 65 cân 55 đến 60 mặc cũng được thích mặc rộng thì 55 60 còn anh em nào mà thích mặc body tầm 60 65 cân thì body như người mẫu này luôn. Và đương nhiên là người mẫu mặc theo cái set này anh em thích chơi kiểu tông sạch tông chơi luôn giày này. Đây là giày đạp xe không cá nhé mọi người nhá. Đây là mẫu giày đạp xe không cá này, mọi người đi đạp xe bình thường này thì không nắp cá này dùng loại giày này rất là đẹp luôn, rất là chất. Ôi giày này đặc biệt là kính này. Kính như thế này có 420 nghìn một bộ Kính này là kính đổi màu nhá Khi chúng ta đi ban ngày trời nắng như này Nó sẽ đổi màu ánh màu cho chúng ta này Nhưng khi chúng ta đi ban đêm thì nó sẽ dạng màu Nó rất là sáng cho anh em đi ban đêm Thì đây mẫu này kính này thì là 420 nghìn Thì cũng rất là ok luôn Nên một bộ một tông sạch tông 300 này 420, 720, coi như 700 lên Đấy cộng với đôi giờ là chưa đến 2 triệu chúng ta được có một outfit đi đạp xe chất khỏi bình nghĩ đúng không anh em anh em đang có nhu cầu mua xe uh, mua quần áo thì có thể tham khảo mẫu này đang có chương trình sale nhé cảm ơn mọi người